Anh Lân. Anh đây. Lại là mẫu đồng hồ mới nữa ha anh. Wow, chính xác luôn em. Đây là mẫu đồng hồ của một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất của đồng hồ chính hãng mà danh giá nhất, đó chính là Patek Philippe. Và mã của sản phẩm đồng hồ này đó chính là 5980R001. Và em thấy mẫu này sao? Quá đẹp đúng không? Dạ, đẹp lắm luôn á anh. Nhưng mà em nhớ là hình như em thấy cái mẫu có một mẫu tương tự trước đó rồi đúng không anh? Chính xác. Đây, mẫu tương tự trước đó anh đã review rồi đây. Đây là mẫu 5712R. Hai mẫu này có kiểu dáng cũng tựa nhau và có những điểm chính khác biệt như sau. Ở mẫu 5712R này là có lịch tuần trăng nè, có hai vòng tròn, bên trong vòng tròn ở ngay đây có lịch tuần trăng và có cái ô tròn kim dây nhỏ. Còn đối với mẫu 5980 này thì có một vòng tròn thôi. Và trọng lượng của chiếc đồng hồ 5980 này nặng hơn. Tương tự nhau như vậy thì giá nó có khác nhau không vậy anh? Có chứ em. Hai mẫu này hiện tại giá đều trên 3 tỷ đồng hết. Và nó sẽ không bằng giá nhau. Mỗi giá sẽ khác nhau và tùy vào thời điểm và tùy vào mỗi cái hình thức của sản phẩm khác nhau thì giá nó sẽ khác nhau. Và hiện tại hai chiếc đồng hồ này là đều trên 3 tỷ đồng. Có thêm mẫu này nữa cũng tương tự như mẫu 5712 và mẫu 5980. Mẫu này thì sắp tới Kỳ Lân mình sẽ review cho tất cả quý khách cùng xem siêu phẩm này nữa nhé em. Nếu mà hai mẫu tựa nhau như vậy thì tại sao mẫu anh đeo trên tay lại nặng hơn vậy anh? À đây, về kiểu dáng thì tựa nhau nhưng về độ dày mẫu 5712 thì mỏng hơn và mẫu 5980 rất là dày hơn. Đó, dài hơn rất nhiều và chi tiết sẽ nhiều hơn. Thay vì ở chiếc 5712 này chỉ có một cái nấm điều chỉnh đây và hai chốt để chúng ta nhắn điều chỉnh lịch tuần trăng và lịch ngày, thì ở chiếc đồng hồ 5980R này chỉ có một lỗ chốt để mà chỉnh cái lịch ngày này thôi và thêm hai cái cụm nấm ở hai bên này. Và độ dày chắc chắn là rất là dày hơn chiếc 5712 này. Tương tự như mẫu 5712 thì mẫu này sẽ có một cái lỗ để mình nhắn vào để điều chỉnh cái lịch ngày này. Và cái bút này rất giá trị, cái bút chính hãng kèm theo đồng hồ của chiếc đồng hồ Patek Philippe. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.